niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ thôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm bậc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ chúng. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm bậc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dương. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddhanu bhavena sadaso thi bhagavanto te Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhammanu bhavena sadaso thi bhagavanto te Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha Nupāve nasadāsoti āvāntute. Sa thuộc lành thai Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamma, Nam mô Sangha. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Đại Đức Đại Trì đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Nhà con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu cùng chư Tôn Đức Sa Thú, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, sa thú. Kính cảm ơn sức khỏe ngọc. Nam mô Bích Tha giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Hồng Kông từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con, Nhật Huỳnh, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn. Bài 28 tam tạo sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Chúng con thành để cung thỉnh ngài Tuệ Si Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, ngài cứ nghe được âm thanh con, ngài cho con một tín hiệu để con kính dâng mình đến ngài. Nam mô Bích Hà giá. Nam mô Bích Hà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học chi tiết của tâm sự thế. Tuần rồi mà hôm bữa
Chủ nhật thì chúng ta đã giới thiệu về tâm siêu thế, là tâm biết cảnh niết bàn. Niết bàn là cái pháp vượt ngoài thế gian, là pháp phi quân. Nên gọi là cảnh siêu thế. Thì ở trong cái tâm chuyên biệt bị cảnh niết bàn, cái cảnh siêu thế trong đó nó gồm có tâm đạo và tâm quả. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đạo được nói đến trong tâm đạo tức là bát chánh đạo, không hiểu theo cái nghĩa thông thường. Bởi vì nghĩa thông thường đạo nó gồm có thiện đạo, ác đạo, là những pháp thực hành đưa đến khổ cảnh gọi là ác đạo, còn những pháp thực hành đưa đến cõi vui thì như vậy là thiện đạo. Số cái tính mắc ra nhưng ở đây riêng về cái tâm đạo thì cái đó gọi là thánh đạo ở dưới mắt ra sẽ dĩ mà gọi là tâm đạo, bởi vì cái tâm đạo này Magga Ramana Thamma thuộc vào pháp của đạo thượng đẳng. Magga Hetuka Thamma pháp của đạo thượng nhân, và Magga Thittatido Thamma pháp của đạo thượng trưởng. Và như vậy thì vì những tâm này là những tâm có cảnh là đạo, hay là những tâm có bát chánh đạo làm nhân nên gọi là tâm đạo. Tâm đạo mặc dù được gọi là thiện siêu thế Lokuttara Kusala Chitta, là tâm thiện siêu thế, nhưng mà ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là cái tâm thiện siêu thế là cái phương pháp tu hành. Tâm thiện siêu thế ở đây được gọi là như vậy bởi vì cái pháp này nó còn đưa đến quả siêu thế. Tâm đạo nó tạo ra tâm quả bằng cách là gì? Là nghiệp duyên
hay là vô gián nghiệp duyên. Anantara Kamapachaya. Như mà tâm đạo ở đây là cái những cái trạng thái tâm chứng đắc bởi do cái sự tu hành, khi dùng cái tâm đại thiện hay tâm thiện giới mà tu hành theo cái tuệ vấn minh sát hay là thiện kiến lục xứ và chứng được tâm đạo. Nhưng mà sở dĩ tâm đạo còn được gọi là tâm thiện là bởi vì tâm đạo nó là nhân tạo ra cái tâm quả và sự thế. Và do đó chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà mình tu chứng đạo quả, đạo ở đây cũng có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hay là tu được quần đạo, tứ đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hàm đạo. Ồ, giờ này thấy có thường tự dân đẳng vào rồi thì chúng tôi có một vài lời dẫn nhập về bài học ngày hôm nay. Như vậy bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Nhật Đạo giảng chương ngày hôm nay của cái bộ môn thắng pháp ở Việt Nam bạn sẽ dẫn giải. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà cô phụ nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, con xin đọc phần chánh văn và cảm ơn cô tu nữ Vidyatana và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô bi. Bài 28, tâm đạo Makkacitta, tâm siêu thế Lokuttarachitta. Có hai thứ, tâm đạo Makkacitta và tâm quả Phalacitta. Chữ đạo Makka trong tâm đạo là một đề tài lớn trong Phật học và tôn giáo Đông phương. Chữ đạo có nghĩa đen là con đường. Các học giả đồng ý là thuật ngữ này được văn học Sanskrit dùng với chữ Maga có thể xem là cổ xưa nhất. Hơn 25 thế kỷ trước, Đức Phật dùng chữ này với ý nghĩa mang nhiều khác biệt. Trong văn hóa Ấn, cụ thể hơn Bà La Môn giáo, Maga hai đạo dùng để chỉ cho phương pháp tu hành để thành tựu quả chứng vào đó. Ví dụ pháp khổ hạnh hoặc pháp du già được xem là ma gác. Hãy thử tìm hiểu một số khía cạnh sau để thấy sự khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo trong ý nghĩa của chữ mắt gá đạo. Con đường dẫn tới hòn núi, nhưng hòn núi của con đường. Trong ý nghĩa nguyên nguyên, đạo là con đường hướng đi vượt thoát đó dẫn đến liệu chứng niết bàn hay niết bàn. Nhưng niết bàn tuyệt đối không phải là sở tạo của đạo do ba ý nghĩa. Cái gì bị tạo thì cái đó nằm trong định lý có sanh ắt có diệt.
trong niết bàn là vô vi. Thứ đến tất cả sản phẩm đều nằm trong hữu hạn của sáng tạo chủ. Vì vậy, nếu niết bàn là quả của tâm đạo thì không thể hơn vượt khỏi hạn của tâm đạo. Sau cùng niết bàn vượt khỏi tất cả phạm trù của thiện ác, nhân quả, thời gian, không gian, trạng thái này không thể là sở tạo của tất cả những gì thuộc quy pháp. Tâm đạo là đích điểm chí thiện nhưng không phải là con đường hành thiện. Trong Bà La Môn giáo, tức là nói đến văn học Sanskrit, thì đạo có nghĩa là phương pháp tu hành. Nói cách khác là tu thân hành thiện. Ý nghĩa đó hoàn toàn khác với những gì đề cập ở đây. Tâm đạo không phải là tâm tu tập mà là kết tinh của sự tu tập. Thắng pháp Abhidhamma gọi tâm đạo là tâm thiện siêu thế. Lokuttara Kusala Citta. Đây là trạng thái chí thiện. Một vị sau khi đoạn tận phiền não không còn sống trong phạm trù thiện ác. Tâm đạo nói cho đủ là tâm kết tinh tổng lực của tám chi đạo. Nếu phải định nghĩa chính xác vì tâm đạo là tâm kết tinh của tám chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám pháp này được vun tu trong hành trình tu tập là một hình thái khác, vân vân. Nhưng khi kết tụ trong tâm đạo là một thể hiện trọn vẹn của những tố chất vi diệu nhất, của những tố chất vi diệu nhất. Thí dụ như một người đàn ông lịch lãm xuất hiện trong một dạ hội tự thân toát ra tư cách, phẩm chất, kiến văn, cung cách cao quý. Tất cả những tố chất đó có thể sự thể hiện hài hòa chứ không còn trong giai đoạn trao dồi. Một khoảng khắc thôi là đủ. Một khoảng khắc thôi là quá đủ. Điều kỳ lạ nhất trong Phật học và trong Thắng Pháp Tạng là danh gọi các con người thánh đức là những người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo. Những chúng sanh đó chỉ hiện hữu trong một sát na. Một tích tắc có 1.000 tỷ sát na. Vậy thì tại sao phải kể là một người, một bậc như bốn đôi, tám vị, hai tứ song, bát bối? Câu trả lời đơn giản. Vì trong sát na ngắn ngủi ấy hoàn toàn không giống con người trước kia. Và sát na đó mãi mãi không tái diễn sau này. Nhưng bật đèn sáng lên trong đêm có giây phút rất ban sơ, được gọi là xua tan bóng tối, rất ngắn ngủi. Từ đó trở đi không còn gọi là xua tan bóng tối mà chỉ là tiếp tục sáng. Tuy khoảng khắc ấy rất ngắn nhưng hiệu ứng vô cùng, chặt đứt những cục trói vô hình. Có 10 thứ phiền não được xem là dây cục trói hay kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạng, ống vật và vô minh. Khi tam đạo sanh khởi, cùng lúc xảy ra hai hiện tượng là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ ở đây là chứng tri niết bàn, giải thoát là chặt đứt dây kiết sử. Tuy hai sự việc có khác nhưng xảy ra cùng một lúc. Thí dụ, nghe người ta đồn đại có loại hoa rất quý, rất đẹp, đang nở trong khu rừng. Nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, đẹp là sao, quý là sao? Nhưng khi đến khu rừng vừa thấy đó hoa đồng lục, nghi hoặc tan biến. Dạ, con xin đọc lại câu này. Nhưng khi đến khu rừng vừa thấy đó hoa, đồng lúc nghi hoặc tan biến, ngữ và nghĩa. Chữ đạo Phật thường được dùng để hiểu chữ Niết Bàn.
dùng để hiểu như nếp tính ngưỡng theo lời Phật dạy. Chữ đạo đó đồng nghĩa với tôn giáo, mặc dù có sắc từ chữ bắt ra, nhưng đã hiểu rất khác với ý nghĩa nguyên thủy. Sau này người ta dùng cho ý nghĩa nếp tính ngưỡng tôn giáo. Như đạo Cao Đài, đạo Tinh Lành, khôi hài nhất là ở Việt Nam những người theo Thiên Chúa Giáo La Mã, gọi là người theo đạo phải có đạo hoặc nghe, thì người theo tôn giáo khác là người ngoại đạo hay vô đạo. Nên cẩn thận, thuật ngữ đạo bát gia tại Ấn Độ được viết từ thời rất xa xưa khi các kinh điển Veda xuất hiện. Như vậy, phải chăng thuật ngữ này phát xuất từ cội nguồn thiên trúc? Rất dễ để kết luận như vậy. Tuy nhiên, Lão Tử viết Đạo Đức Kinh khi Phật giáo chưa truyền sang Trung Quốc. Nhiều sử gia tin rằng Lão Tử sanh sau Khổng Tử và sanh trước Mạnh Tử. Đây vẫn là vấn đề cầu nghi. Điều lạ lùng là cách Lão Tử nói về đạo rất có nhiều điểm giống với Tam Tạng Pali, như cứu cánh là vô vi, không nằm trong sự diễn tả của ngôn từ đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo là cảnh giới cao nhất của minh triết. Tại sao có nhiều điểm trùng khớp như vậy? Để giải thích cần nhiều dẫn chứng vân vân. Những học giả Tây phương sau này tỏ ra khôn ngoan hơn, không dịch chữ đạo mà viết theo âm cao. Hiểu đúng hay sai là trách nhiệm của người đọc. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Có những lúc chúng ta tìm một món đồ gì đó bị thất lạc, càng tìm càng cố nhớ thì tìm không ra. Sau cơn bực bội chuyển sang làm việc, các tâm trí trở nên thanh thản, rồi bất chợt nhìn thấy món đồ nằm sờ sờ trước mắt. Sự giác ngộ niết bàn đôi khi đến bất chợt, không thông qua kiến văn, quảng bác hay lý luận, logic. Chỉ thấy và biết. Những điểm cần nhớ, tâm đạo trong định nghĩa cô đọng nhất là tâm, có tám chi đạo. Tâm đạo có hai hiệu ứng cùng lúc là giác ngộ niết bàn và giải thoát sự cột trói của kiết sử. Chữ đạo được dùng phổ thông ngày nay như là nếp tính ngưỡng, mang ý nghĩa rất xa với chữ đạo ở đây. Người học Phật cần cẩn thận về điều này. Minh Hòa xin quý vị vào sớm hoặc là vào nét của Bức Tha thì sẽ thấy được cái bản đồ này. Minh Hòa tâm đạo mắc cá chết tán trong biểu đồ chư pháp thân pháp Abhidhamma, biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ học do ngài trưởng lão Trịnh Sự thiết kế tâm đạo mắt gá chít tán. Điều sắp nói, điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm siêu thế, bài học tiếp theo sẽ là các thứ tâm đạo. Nam mô Bụt Thầy giá và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ chiết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu. Con kính nhân mít đến sư.
Abubuddhaya. Kính lễ Thượng Tọa Thời Sư, lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử Hoa Kỳ, chân xin quý vị có nghe được không? Dạ, thân bình dân. Chào vâng. Thưa quý vị, trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục học về tâm siêu thế. Tâm siêu thế có hai phần là bài học trước chúng ta có giới thiệu một cái tổng quát về tâm siêu thế là tâm biết cảnh niết bàn và chuyên biệt là biết cảnh niết bàn. Trong bài học hôm nay thì chúng ta đặc biệt tập trung về ý nghĩa của tâm đạo và bài học tới vào chủ nhật này thì chúng ta sẽ nói về bốn thứ tâm đạo. Chữ đạo mà chúng ta đề cập đến trong bài học này có thể nói rằng là một từ vựng hết sức là đặc biệt. Nếu quý vị nào đọc một trong bản tiếng Anh thì có vẻ các dịch giả đã cảm thấy rất là lúng túng khi mà dịch chữ mắc cá, dịch tắt. Mắc cá là con đường, người ta dịch là path, dịch tắt là consciousness. Nhưng mà hai chữ nó gom lại với nhau ở trong tiếng Anh nghe hơi rất là kỳ. The path, consciousness. Trong tiếng Việt của chúng ta thì thưa quý vị, tuy rằng ý nghĩa rất là mơ hồ nhưng mà nghe dễ nghe hơn là chúng ta nói về tâm đạo. Và đôi khi chúng ta cũng nói về đạo tâm. Nhưng mà chữ đạo ở đây có lẽ đã là một cái thuật ngữ được dùng rất là cổ xưa trước khi Đức Phật ra đời ở trong giáo lý Phệ Đà của Ấn Độ giáo thì đã có sử dụng chữ Magga trong tiếng Sanskrit, tương đương với chữ Magga ở trong tiếng Phạn Pali. Nhưng mà khi chúng ta học vào Tăng Pháp cũng như là chúng ta học vào Phật Pháp nói chung thì chúng ta cần hiểu rằng Đức Phật dùng chữ Magga với một cái ý nghĩa rất là đặc biệt lắm. Vậy nếu chúng ta không thấy rõ sự khác biệt này thì đôi khi chúng ta có phần nhầm lẫn với Bà La Môn giáo hoặc giả là với các tôn giáo khác. Như vậy thì sự đặc biệt như thế nào và mang ý nghĩa gì?
Thì thưa quý vị, trước hết là khi mà chúng ta nói đến đạo, chúng ta nói đến con đường. Và trong một ý nghĩa rất là thường được nhắc đến là con đường dẫn đến hòn núi. Nhưng mà hòn núi không phải là một cái thành quả hay một sản phẩm của con đường. Ví dụ bây giờ chúng tôi muốn đến thăm ngọn núi Rainier ở Seattle. Chúng tôi có một con đường từ Seattle lên họ ngọn núi Rainier. Nhưng mà tất cả không ai có thể chấp nhận là ngọn núi đó là cái kết quả của. Tương tự như vậy, đạo, con đường dẫn đến Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn hoàn toàn không phải là sở tạo hay bị tạo hay là một tạo vật của đạo. Niết Bàn không có tạo nên bởi cái gì cả, rất cần phải nhớ. Đối với nhiều người thì chuyện này đâu quan trọng gì đâu mà để nhớ. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong Phật Pháp nói rằng cái gì có sanh thì ắt có diệt. Cái gì mà bị tạo thì nó phải đi theo luật vô thường, bởi vì nó là pháp hữu vi, pháp do duyên tạo, nó có sanh phải có diệt. Niết Bàn là pháp vô vi. Thứ nữa thưa quý vị, đã là một sản phẩm, một thành phẩm được tạo nên, thì cái sản phẩm và thành phẩm đó nó phải nằm ở trong cái giới hạn của một người tạo ra nó. Lấy ví dụ như là quý vị cứ nhìn chung quanh nhà, tất cả những sản phẩm máy móc được tạo ra, thưa quý vị, nó luôn luôn nằm ở trong những hạn cuộc như là mục đích tự tạo ra làm cái gì. Và với mục đích đó, người ta tạo cho nó để xài bao lâu, chịu đựng được nóng lạnh, sử dụng như thế nào. Và bao nhiêu thứ mà khiến cho cái sản phẩm đó, cái máy đó, nó bị hạn chế, không thể xài cho tất cả và không thể xài mãi mãi. Tại vì nó được chế tạo ra. Thì Niết Bàn không thể nào giống như một sản phẩm được tạo ra, mà tâm đạo chỉ là con đường dẫn đến đó. Tại ra con đó không tạo nên hòn núi là vậy. Và thưa quý vị, cũng một ý nghĩa khác là Niết Bàn không nằm ở trong cái phạm vi của nhân quả, không nằm trong phạm vi của thiện ác, không có phạm vi của không gian, thời gian. Nên nó rõ ràng là Niết Bàn không thể tạo ra bởi tâm đạo. Bây giờ chúng ta đề cập đến một khía cạnh khác của tâm đạo. Khía cạnh này là sự khác biệt lớn giữa Phật giáo và Ấn giáo trong cách dùng chữ mắt khác.
gì Ấn Độ thứ gì nói rõ hơn là bà là Môn Giáo. Họ quan niệm rằng đạo có nghĩa là phương pháp tu hành, giống tương tự như là cái quan niệm của người Việt Nam và của người Phật tử Việt Nam. Thì khi đạo ở đây nó không phải là phương pháp tu hành, mà đạo ở đây là cái đích điểm của cái gọi là trí thiện. Dùng chữ trí thiện đó, thưa quý vị, ngày nay cũng có một số các vị xem là cứu cánh giải thoát của Phật giáo. Nhưng mà thực tế thì chỉ trí thiện ở đây nó chỉ là một cánh cửa mở toang ra để chúng ta đi thực sự giải thoát. Nhưng mà tự tâm đạo không phải là sự tu hành và cũng không phải là cứu cánh của sự tu hành. Cứu cánh tu hành đó là Niết Bàn. Và sự tu hành là chỉ cho những gì xảy ra trước tâm đạo. Nó cũng giống như là mình học bao nhiêu năm tháng, cái trường học đó là một lẽ. Nhưng mà đến cái ngày thi, giờ phút thi ấy, thì chúng ta vận dụng tất cả kiến thức để mà thi. Thì lúc mà chúng ta vận dụng tất cả kiến thức để mà thi đó, nó không phải là sự trau dồi nữa. Lúc đó không phải là trau dồi, mà lúc đó dùng cái gì mà chúng ta có được để thi. Vận dụng cái kiến thức, cái trí nhớ, cái khả năng để mà thi. Và cái kiến thức, cái trí nhớ, khả năng lúc đó không phải là sự trau dồi, mà chính là sự kết tinh sau cùng của những ngày tháng học hành. Thì tâm đạo á, chỉ đạo ở đây không phải là tu thân hành thiện, mà cũng không nằm ở trong cái ý nghĩa của một cái phương pháp, phương cách trao dồi như là Bà La Môn Giáo hay Ấn Độ Giáo nói. Đạo ở đây đơn thuần là con đường mở, dẫn đến mở ra một cánh cửa, mà bên đằng sau cánh cửa đó là giác ngộ giải thoát. Ở trong Bi Diệu Pháp, ở trong Thắng Pháp đó, thì gọi là Lukutara Kusachita, tức là tâm thiện siêu thế. Và nếu trong cái quá trình thực hành phẩm hạnh thì cái mức độ gọi là thiện cao nhất đó là tứ đạo, tức là sau cái tứ đạo đó thì một vị trở thành một bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Thì tất cả cái gì mà các ngài sống, các ngài làm á, nó đều gọi là khí giác, tâm tố hay tâm duy tác. Và các ngài đã sống vượt hoàn toàn khỏi cái ý niệm thiện ác. Ở đây thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điểm là tâm đạo chỉ xảy ra một sát na duy nhất. Nói một sát na thì chúng ta nên hiểu rằng sát na rất là ngắn ngủi, ngắn ngủi lắm. Ngài Tị Sự Ngài hãy thường dùng cái chữ gọi là trong một khẩy móng tay
tâm sanh diệt, triệu triệu sát na. Nhưng mà nếu chúng ta viết thành con số và đọc theo cách chúng ta ngày hôm nay là chúng ta viết con số 1, đằng sau đó là 12 con số 0. Tức là chúng ta nói trong một sát na, tâm trong một hãy móng tay, tâm sanh diệt 1.000 tỷ sát na. 1.000 tỷ sát na có nghĩa là một sát na tâm đạo xảy ra rất ngắn ngủi, ngắn ngủi lắm, ngắn ngủi hơn là một hãy móng tay, ngắn ngủi hơn một cái tích tắc mà chúng ta biết. Và trong cái thời điểm đó, khi tâm đạo sinh khởi, thì người đó gọi là người sơ đạo, hoặc là người nhị đạo, hoặc người tam đạo, hoặc là người tứ đạo. Điều này nghe nó rất lạ, lạ lắm. Nó lạ ở chỗ nào? Tại vì chúng ta thường nghe nói rằng có tứ song bát bối, hay là bốn đôi tám vị, chư tăng gồm có bốn đôi tám vị là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và nếu là gọi là một người hay một chúng sanh thì ít nhất cũng phải có một thời gian dài, một thời gian lâu. Chứ tại sao mà chỉ một sát na là sơ đạo rồi trở thành người sơ quả đi? Thì thứ gì, hồi chúng tôi còn nhỏ mà vào chùa học Thắng Pháp, sư trưởng hay dùng cái ví dụ là mình bước vào một căn phòng, mình bật công tắc lên thì ánh đèn sáng ra. Thì trong lúc ánh đèn sáng ra đó, thì thưa quý vị, chúng ta gọi là xua tan bóng tối. Có một cái thời khắc rất nhanh chóng, rất ngắn, rất băng. Thì tương tự như vậy, khi mà tâm đạo chứng ngộ niết bàn, thì thưa quý vị, cái thời khắc đầu tiên, sát na đầu tiên, tuy rất ngắn ngủi, nhưng mà cái khoảnh khắc đó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở thế nào? Là nó bắt đầu một cuộc sống mới, một đời mới, một cái nhìn mới. Từ phàm sang thánh, từ bậc thánh thứ nhất sang thứ hai sang thứ ba sang thứ tư, hoàn toàn giải thoát. Và tất cả những gì mà xảy ra sau đó thì đều không có giống như là cái tâm đạo đầu tiên. Và cái tâm đạo đó nó sẽ không bao giờ tái diễn tương tự như vậy. Tức là một vị đã có sanh khởi tâm sơ đạo, trở trong tương lai tâm sơ đạo không sanh khởi một lần nữa. Tâm nhị đạo không sanh khởi tâm nhị đạo một lần nữa. Những cái tâm rất giống, rất tương tự như vậy, nó chỉ là thành quả gọi là tâm quả mà chúng ta sẽ học trong hai bài học kế tiếp. Ở đây chỉ có đơn giản là cái sát na tâm đầu đó thì tạo nên một con người gọi là người sơ đạo. Bởi vì chúng ta gọi là có 12 hạng người, ở trong đó có người khổ, người lạc, người di dân, tam nhân, như người sơ đạo, người di đạo, người tam đạo, tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, là 12 hạng người. Nhưng mà đặc biệt chỉ có 4 hạng người là hạng người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì cái sự tồn tại rất là ngắn, chỉ là một khoảnh khắc, một sát na. Bởi vì khi chúng ta học vào Thắng Pháp đó, có nhiều điểm rất là thú vị. Quý vị quan hệ chơi chút chút chút.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói sang một khía cạnh khác, là mãnh lực lớn lao của tâm đạo. Căn bản mà nói thì tâm đạo là sự liễu tri, tâm đạo là tuệ giác, thấy niết bàn, chứng niết bàn. Nhưng mà tâm đạo đó khi sanh khởi có một năng lực, một năng lực là đoạn tận. Chắc đứt chỉ cột rối. Và cái khả năng đoạn tận hay giảm thiểu đó, nó sẽ không bao giờ trở lui lại trạng thái cũ, trở lui lại trạng thái trước kia. Thí dụ, chúng ta nói rằng sơ đạo là đoạn tận thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì một vị mà đã chứng sơ đạo rồi thì vĩnh viễn không bao giờ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ sanh khởi. Một vị chứng nhị đạo thì thưa quý vị, sẽ không bao giờ có trường hợp mà một vị chứng nhị đạo thì giảm thiểu dục ái và sân, mà không bao giờ có trường hợp mà dục ái và sân trở lại một cách cương liệt, một cách mạnh mẽ như trước kia. Nó vốn đã bị yếu ớt thì từ yếu ớt đi đến chưa yếu ớt, chứ nó không thể mạnh mẽ như trước kia. Một vị tam hoạt đạo đó, chứng tam đạo đó thì đoạn tận dục ái và sân. Một vị chứng tứ đạo đoạn tận năm cái thượng vần kiết sự, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật của mình. Chúng ta nói sự đoạn tận hay là giảm thiểu này là một cái gì đó nó sẽ không bao giờ trở lại như trạng thái cũ. Do thấy được, chúng tôi dùng một cái ví dụ của ngài Chân Cha nói rằng có một người nói với người khác là ở trong rừng họ thấy được có một cái giò lan rất đẹp, rồi phong lan rất đẹp nhưng chưa bao giờ thấy màu sắc như vậy, bông hoa nhiều như vậy, vân vân. Thì có người khác nghe như vậy thì sanh tâm hoài nghi. Phong lan thì mình thấy nhiều, có khắp nơi thì đâu có lý do gì mà nó đẹp, mà đẹp nhất hay là nó thế này thế kia. Nhưng mà cũng tò mò đi vào rừng, đi với cái tâm hồ nghi. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy cái giò lan tận mắt mình, mục kích không phải do ai nói lại, thấy giò lan đó, đúng là giò lan rất đẹp. Thì trong cái khoảnh khắc mà mình vừa thấy giò lan đẹp đó, vừa thấy cái giò lan đó, thì đồng nghĩa là cái sự hồ nghi, bán tính bán nghi nó tan biến. Bởi vì trong câu nói rằng ánh sáng sanh khởi, bóng tối xua tan, hai mệnh đề, hai điều, nhưng mà kỳ thật nó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Giác ngộ và giải thoát ngay lúc đó đối với hành giả chỉ là một. Giác ngộ là thấy niết bàn, và giải thoát ở đây là cắt đứt phiền não. Ví dụ lần đầu tiên vừa chứng trí niết bàn, vừa chứng đi niết bàn, mà vừa đoạn tận được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Trong cái nhìn của các vị đó, ví dụ như là cái gì mà có sanh thì phải có diệt, ví dụ như là
tất cả những quan niệm về ngã đều là ảo tưởng. Như chúng ta đang nói chuyện ở tại đây, thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta còn chấp rằng cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Một vị đã chứng niết bàn rồi thì hiểu rằng tất cả nó giờ là thực sự là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Thì như vậy, vì đó vừa giác ngộ mà vừa giải thoát. Giác ngộ là chứng niết bàn, thấy niết bàn, liễu tri niết bàn. Nhưng mà giải thoát là lúc đó vì đó chặt đứt phiền não. Phiền não ở đây tùy theo, chặt đứt những sợi dây cột rối như là vì tu đà quần, thì chặt đứt thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Chứ đà hàm thì làm giảm nhẹ dục ái và sân, anaham là đoạn tận dục ái và sân. Tâm đạo của vị tứ đạo hay là vị a la hán thì đoạn tận năm thường phần kiết sự, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, không vật vô minh. Vì vậy, tuy rằng khoảnh khắc mà tâm đạo sinh khởi rất là ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc đó mang gồm, bao gồm cả hai cái yếu tính giác ngộ và giải thoát. Và với hai yếu tính này thì không thể kể chung với tâm quả được, mà đó là một cái trạng thái vô tiền khoáng hậu, trước không có, sau không có, mà chỉ duy nhất giây phút đó là người đạo, hoặc là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sát na đó, khoảnh khắc đó không giống như con người trước đó, và sát na đó, khoảnh khắc đó không bao giờ lặp lại, không bao giờ lặp lại. Vì vậy hồi xưa chúng tôi ở gần ngày Tư Sự, khi mà ngài nói chuyện về đạo, ngài mới nói rằng nếu mà ở trong đời này có cái gì gọi là vô tiền khoáng hậu, nó chính xác nhất là tâm đạo là vô tiền khoáng hậu. Trước không có, sau không có, chỉ xảy ra một sát na, một sát na rất là vi diệu. Sát na của giác ngộ giải thoát, dĩ nhiên là sau khi đã giác ngộ giải thoát rồi, từ tâm sơ đạo sang tâm sơ quả, nhị đạo sang nhị quả, tam đạo sang tam quả, tứ đạo tứ quả, thì tâm quả đó nhất là một vị A-la-hán thì cũng vậy. Nhưng mà những giây phút đầu tiên phải hiểu rằng một giây phút rất là đặc biệt, khác với những gì xảy ra sau đó. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua phần ngữ và nghĩa đó, thì hồi nãy chúng tôi nói rồi, theo các học giả thì có lẽ cái chữ mắt cát hay là đạo được tìm thấy ở trong cái nền tôn giáo cổ xưa nhất, tức là ngày nay những cái phổ kinh điển mà cổ xưa nhất của nhân loại về đạo giáo, về tôn giáo đó, đó là kinh Phệ Đà của Bà La Môn giáo. Chúng ta nói đến những cái tôn giáo mà ta sẽ nói là những cột mốc của lịch sử nhân loại. Ví dụ như là sự ra đời của tôn giáo lớn là Hồi giáo, rồi trước đó là Kitô giáo, trước đó là Phật giáo, rồi bên Trung Đông là có Do Thái giáo, trước đó là Bà La Môn giáo.
chữ đạo xài từ rất xa xưa. Nhưng mà chữ đạo ban đầu được dùng như là một phương thức tu hành. Và dĩ nhiên chữ đạo ở đây trong Phật giáo được dùng là một sự giác ngộ giải thoát. Vì sau này người ta dùng như một nếp tín ngưỡng. Ví dụ chúng ta nói là đạo Cao Đài, đạo Tinh Lành, đạo này, đạo kia, đạo chuối, đạo ớt, đạo cà, đạo gì đó. Ở tại các quốc gia Phật giáo như là Thái Lan thì người ta dùng cái chữ gọi là Buddhasasana. Buddhasasana tức là giáo lý của Phật hay lời dạy của Phật. Chúng ta có một cái website rất là nổi tiếng của tiến sĩ Bình An Sơn dùng cái chữ là Buddhas. Dùng Buddhas là một cái cách đọc ngắn của Bình An Sơn. Bud là Buddha, Sasana, Sasana là lời dạy, hay là Buddha Sasana là Phật giáo hay lời dạy của Đức Phật. Thì chữ Buddha Sasana đó nói lại là một cái chữ gần, gần nhất khi mà nói về một tôn giáo. Nhưng mà chúng ta hay dùng chữ đạo Phật thì cái chữ đạo này nó lại là một chữ mà tương đối hơi lai căng một chút. Ngày xưa thưa quý vị, ở tại Trung Hoa đó, chữ đạo được xài bắt nguồn từ cái để chỉ cho những vị tu theo đạo gia. Chúng ta gọi là nho thích lão nhưng mà cũng gọi nho thích đạo. Lý do là cái vị mà tạo nên đạo lão đó, đạo lão tử, thì viết một tác phẩm rất là nổi tiếng, Đạo Đức Kinh. Về sau này chúng ta đọc cái là lão tử Đạo Đức Kinh. Ở trong đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ nói chữ đạo ở trong Đạo Đức Kinh. Nhưng mà thường thường á, người ta gọi những vị tu sĩ Phật giáo là tăng sĩ, và những vị theo đạo lão gọi là đạo sĩ. Hay là bên Phật giáo gọi là một sư cô, ở bên lão giáo gọi là một đạo cô. Thì chữ đạo đó nó bắt nguồn từ cái chữ Đạo Đức Kinh, là một cái pho kinh điển đặc trưng của lão giáo, Đạo Đức Kinh. Nhưng mà ngày nay thì thưa quý vị, chữ đạo được xài rất là phổ biến, không phải chỉ xài cho đạo lão, mà cũng phải chỉ xài cho ý nghĩa chữ đạo quả trong Phật giáo. Mà đạo là nếp tín ngưỡng chung. Thì ở đây chúng tôi có nói thêm một chút nữa, và cái này nó hơi ngoài đề, và lẽ ra không nên nói ở trong lớp Thắng Pháp, nhưng mà nhân nói về đạo thì tôi phải nói một điều là bởi vì Phật giáo được người phương Tây mà chúng ta gọi là tạm là chính thức mà tiếp cận, chính thức mà biết đến là từ thế kỷ thứ 18. Và thời đó đó là thời kỳ chủ nghĩa thuộc thực dân đó, lan rộng. Và người Tây phương họ rất là tự thị, rất là cao ngạo về văn minh của họ. Và họ gọi tất cả những nền văn minh khác bằng những danh từ rất là thấp. Riêng đối với Phật giáo đó, thì họ dùng cái chữ Ism, là Buddhism. Chữ Buddha là Phật, mà Buddhism là cái chủ nghĩa Phật giáo. Mà thật ra cái danh từ, những danh từ mà dùng chữ Ism là chủ nghĩa đó, nó là một danh từ, nó không có xứng hợp để gọi Phật giáo đâu. Ví dụ chúng ta nói chủ nghĩa tư bản, capitalism, chủ nghĩa cộng sản,
communism hay là Marxism là chủ nghĩa Marxist chẳng hạn, fascism là chủ nghĩa phát xít, cái chữ ism mà để mô tả đạo Phật thì rất là sai. Người Tây phương không bao giờ gọi Kitô giáo là ism hết, họ gọi là Christianity. Christianity là một chữ rất là đẹp, cũng giống như chúng ta gọi là Buddha Sasana vậy đó. Buddha Sasana là Phật giáo. Bây giờ thì cái chữ đạo ở Việt Nam, cái gì người Việt Nam gọi là tôi là người theo đạo, tôi là người có đạo, chỉ cho là theo đạo Kitô giáo. Quý vị thấy rồi, cái chữ nghĩa mà bây giờ nó đi càng lúc càng xa. Ở tiếng Việt Nam chúng ta bây giờ có nhiều khi nói là tôi là người có đạo, không nghĩa là tôi là người theo đạo lão, mà tôi là có đạo là đạo Thiên Chúa. Cái cách mà xài chữ, thưa quý vị, cách mà dùng từ ấy, nó nhiều lúc mà nó đi lạ lắm. Mặc dù ở Việt Nam chữ đạo là xài chung là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo này đạo kia, nhưng mà khi mà nhiều người Việt Nam nói rằng tôi là người có đạo, tức là hiểu là tôi là người theo thực Kitô giáo La Mã, theo Catholic. Và ở đây cũng là một câu chuyện ngoài lề mà chúng ta xem nói thêm về chữ đạo. Và chính bản thân của chúng tôi khi mà đọc sách thì cũng có nhiều điểm cũng đặt câu hỏi về điểm này. Đó là chúng ta có hai quan niệm là chữ đạo á, nó có thể là nó bắt nguồn từ Thiên Trúc, nó khác là từ Ấn Độ. Ngày nay đó, nhiều học giả, những nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học đó, thì họ nói rằng Sanskrit là mẹ của các ngôn ngữ. Người ta tạm gọi là ngôn ngữ Ấn Âu. Nói ngôn ngữ Ấn Âu, nhưng mà thật ra đó, thì chữ Sanskrit nó lại là một cái bắt nguồn của rất nhiều ngôn ngữ. Ví dụ chúng ta nghe nói cái chữ chúng ta đi đến dentist là đến nha sĩ. Dentist từ dental, dent, răng, và ở trong tiếng Phạn là denta. Dạ, denta. Hay hoặc giả là con số 2. Ví dụ chúng ta nói là ở đây phương hội chữ dual, dualism là nhị nguyên. Chúng ta có chữ đũa dual là hai chiếc, một chiếc không được, không thành một đôi đũa được, dualism. Và có rất nhiều cái ngôn ngữ phát xuất từ tiếng Sanskrit, do đó người ta gọi Sanskrit là mẹ của những ngôn ngữ. Nhưng mà rồi bây giờ chúng ta có khẳng định rằng cái chữ đạo mà của Đạo Đức Kinh, đạo mà của Lão Tử Đạo Đức Kinh, nó có thực sự là bắt nguồn từ đạo Phật không? Đây là một câu hỏi lớn. Câu trả lời đầu tiên rằng Khổng Tử, Lão Tử ra đời sau Đức Phật mấy mươi năm. Nhưng mà trên phương diện lịch sử thì chúng ta cũng có thể tạm gọi là đương thời. Tại vì sao vậy? Đạo Phật truyền vào Trung Hoa chính thức từ Giao Châu. Nhưng mà thật sự Ngài Ma Diếp Ca Đằng đem Phật Pháp đến thành Lạc Dương cách đây 2.000 năm. Tức là 500 năm sau khi Đức Phật Ngài viên tịch. Cái chùa Bạch Mã là cái tổ đình Phật giáo Trung Quốc á, thì chỉ cách đây 2.000 năm thôi. Thì Phật giáo đến Trung Hoa tương đối muộn. Và khi mà tác phẩm Đạo Đức Kinh được Lão Tử viết á, thì không thể nói rằng nó chịu cái ảnh hưởng của chữ đạo, chữ mắt gá ở trong đạo Phật được. Nhưng mà mặc dù không chịu ảnh hưởng, nhưng mà lại có những cái điểm
nó lại tương đồng một cách kỳ lạ lắm. Nếu mà nói về cái đạo học, nói về triết học mà của Trung Hoa đó, thì chúng tôi phải nói rằng Đạo Đức Kinh đó, có nhiều điểm nó rất là giống, tương tự như là Đạo Phật. Ví dụ như ở đây chúng tôi lấy ba điểm. Đạo là cái gì vượt ngoài khỏi văn tự. Như chúng ta nói, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo mà có thể nói được bằng lời, đạo có thể nói được ngôn ngữ, thì chưa phải là đạo chân thực. Đạo khả đạo phi thường đạo. Thì như trong Phật giáo nói rằng Niết Bàn, sự giải thoát, nó vượt khỏi cái phạm trù của ngôn ngữ. Hay là chúng ta nói Đạo Phật, chúng ta dùng chữ Sankhara, Sankhara là hữu vi và vô vi. Và thưa quý vị, chữ vô vi ấy, cũng đã tìm thấy trong Đạo Đức Kinh trước. Và lạ lùng liếc là trong một cái hệ tư tưởng mà có thể nói là đầy những cái khuôn mẫu. Thế nhưng Đạo Đức Kinh lại nói rằng cái hiểu về vô vi yên tĩnh đó, đó là một cái hiểu của một cái sự minh triết cao nhất. Chúng tôi không có nói hoàn toàn là Đạo Đức Kinh đó, là tương đương với Kinh Phật. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng chính nhờ Đạo Đức Kinh đó, Lão Tử Đạo Đức Kinh, chúng tôi thêm hai chữ Lão Tử đầu. Lão Tử đầu là tại vì nói cho rõ, chúng ta nghe chữ đạo đức, bây giờ chúng ta quan niệm khác, nhưng mà đạo và đức ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh lại một cái quan niệm rất là nguyên xa xưa của chữ đạo đức, thì ở đó có rất nhiều trùng khớp. Và chúng tôi thú thật với quý vị rằng chúng tôi đôi khi mạo muội nghĩ rằng do nhờ cái quan niệm về vô vi, cái quan niệm về đạo khả đạo phi thường đạo đó, mà nó đã dọn đường khi mà Đạo Phật vào Trung Quốc, mà người Trung Quốc có thể chấp nhận được Đạo Phật. Chúng tôi nói như vậy, có nhiều vị sĩ chỉ trích đó rằng Đạo Lão là nó hoàn toàn khác biệt cái Đạo Phật, có đôi khi chống đối với Đạo Phật nữa, thì làm sao? Nhưng mà thưa quý vị, cái Đạo Lão mà Đạo Lão của các vị đạo sĩ mà bùa chú thuật, cúng kiến tín ngưỡng dân gian đó, chúng tôi thưa rằng cái đạo đó nó rất là khác với cái đạo mà nói trong Đạo Đức Kinh, mặc dù cũng là lão gia, cũng là đạo gia, nhưng mà nó rất là khác. Nhưng mà phải nói rằng cái quan niệm mà về vô vi, quan niệm về đạo ở trong Đạo Đức Kinh đó, nó mở ra một con đường mà người Trung Hoa có thể chấp nhận trong Đạo Phật được. Thì bây giờ chúng tôi nói đến một sự suy diễn khác, mà một sự suy diễn này đó nó có thể gây nhiều tranh luận. Là thưa quý vị, Đức Phật Ngài có dạy trong rất là nhiều đoạn rằng trước khi Ngài viên tịch, và bình thường nữa Ngài cũng nói rằng đã có rất nhiều lần Ngài xuất hiện ở trong nhiều cái hội chúng khác nhau. Và Ngài xuất hiện không ai biết Ngài là từ đâu đến làm gì. Ngài đã nói lên những câu nói mang cái ý nghĩa về chân lý, mang ý nghĩa cao sâu, và sau đó thì Ngài lại biến mất. Chúng tôi là một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ Phật giáo, thì chúng tôi tin rằng có những câu nói, có những lời dạy ở trong túi khôn của nhân loại mà do chính Đức Phật dạy, nhưng mà Ngài dạy không phải là tư cách một vị Phật, mà chỉ là một khóa thân, một ứng thân thôi. Ngài xuất hiện chỗ đó, Ngài chỉ nói lên điều đó cho người ta hiểu. Để rồi nó được lưu lại, nó mở ra một cái gì đó mà không có ai biết là tác giả là ai, tại sao. Chúng tôi thưa quý vị rằng khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, cái đây 25 thế kỷ đó, tự nhiên nó lại khởi sinh ra một cái hiện tượng
là từ ở bên trời Tây, nền văn minh của Hy Lạp, bên Trung Hoa, thời kỳ của chúng ta nói thời kỳ chiến quốc, Bát Gia tranh binh và trước đó, và sau đó thì có nền tư tưởng của Khổng Mạnh, của Lão Tử, của Trang Tử, của Liệt Tử, và có nhiều nhà tư tưởng rất là vĩ đại. Mà thật ra nhiều khi chúng tôi không tưởng tượng được là các vị có thể suy nghĩ được như vậy. Thí dụ người Hy Lạp họ nói rằng không ai có thể tắm hai lần trên một dòng suối. Đó là một câu nói mà minh họa về sự vô thường. Sự vô thường đến mức độ mà chúng ta có thể nói rằng một câu nói rất là khó có thể tưởng tượng được. Một cái người mà không hiểu lý vô thường trong ý nghĩa là tâm sanh thay đổi, thân thay đổi, danh pháp, sắc pháp từng thay đổi, mà có thể nói lên điều đó. Thật ra chúng tôi không dám nói cái chủ quan là do Đức Phật ứng hiện ngày dạy điều đó. Nhưng mà chúng tôi cũng không có lý do gì mà chúng tôi không nghĩ đến như vậy. Tại vì quả thật là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, đó là thời điểm mà Đông cũng như Tây, từ ở Trung Hoa sang ở nền văn hóa Hy Lạp v.v. đã có rất là nhiều những câu nói để đời, những câu nói đó rần gần, rất gần với cái chất của Pháp. Thì thứ thì phải nói một điều rằng chữ đạo đối với chúng tôi là một chữ rất đặc biệt. Chúng ta khoan nói đến Nam Hoa Kinh của Trang Tử, chúng ta khoan nói sự định hình của những cái học thuyết về sau này. Chỉ riêng về đạo đức kinh thôi đó, thì chữ đạo đó nó đã có một số những khái niệm mà làm cho chúng ta thẳng thốt, bất ngờ. Ồ, tại sao những ý tưởng giống như chúng tôi nói là vô vi yên tĩnh, vô vi tại sao? Cái quan niệm vô vi nó lại có thể, nó có thể sản sinh ra, có thể tồn tại ở trong một cái dòng tâm thức của người Trung Hoa được. Lúc bây giờ là Khổng Mạnh có thể nói rằng ngự trị xưng hùng xưng bá ở trong cái nền tư tưởng của Trung Quốc từ ngàn năm, nhưng mà quan niệm về đạo đã sống hành. Và nhờ có cái quan niệm của chữ đạo trong Đạo Đức Kinh mà thưa quý vị, người Trung Hoa đã đón nhận Phật giáo, một tôn giáo nói về siêu thế, nói về vượt thoát, nói về vượt khỏi khái niệm thiện ác một cách rất là vi diệu, một cách rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thưa quý vị, ở trong cái văn hóa của Tây Phương, người ta không có cố tình dịch chữ đạo nữa. Họ dùng nguyên âm của Trung Quốc là Thao. Thao là âm của chữ đạo. Tiếng âm Hán Việt chúng ta gọi đạo. Và có khi nó là Taoist, là những đạo sĩ, hay là Taoism, là đạo gia, hay là đạo giáo Taoism. Thật ra thì nói về chữ này nói quá thì chúng ta giảm đề, nhưng tôi nhớ ở quý vị đó, rất cẩn thận với chữ đạo. Và thông thường khi mà chúng ta nói chữ đạo Phật cái chúng tôi hơi ngại miệng là tại vì nói cái chính xác chữ đạo đó, nó đã biến chất rất là nhiều. Nhưng mà riêng trong đạo Phật nguyên thủy, chữ mắt cá, mắt cá mang ý nghĩa rất là quan trọng, khác biệt với Bà La Môn giáo và khác biệt với quan niệm về sau này. Bây giờ thì thú vị, chúng ta hơi lan man một chút để nói qua một cái ý niệm và về mỗi ý niệm quen thuộc ở trong đời sống của chúng ta. Thật ra thì chúng tôi cố tình để không nói nhiều về một điểm là tâm đạo, là tâm có các chi đạo. Chi đạo ở đây là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tại sao gọi là chi đạo? Khi mà chúng ta học về tâm sở đó, hay là về thuộc tính của tâm, thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng mà riêng
chúng ta đạo gọi là những cái tố chất này, tám cái tố chất này nó kết hợp, nó phát huy trong tâm đạo. Tám cái tố chất gọi là chi đạo, và do có tám chi đạo đó nó tạo thành cái gọi chúng ta gọi là tâm đạo. Thì tám tố chất đó là một cái sự kết tinh trọn vẹn của bắc của tam học giới định tuệ. Nó là một kết tinh trọn vẹn của điều mà chúng ta gọi là bát chánh đạo. Chánh kiến ở trong tâm đạo nó tương đối hơi khác với chánh kiến ở trong sự thực hành của chúng ta. Chánh mạng ở trong tâm đạo nó khác với chánh mạng trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta đi vào tâm sở, vào thuộc tánh thì chúng tôi sẽ nói thêm về điều này. Nhưng mà đại khái có 8 cái thuộc tính gọi là 8 chi đạo. Thì cái, một cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn đề cập tại đây là khái niệm bình thường là ví dụ như chúng ta thất lạc một cái gì đó. Dạ, đôi khi trong cuộc sống chúng ta quên cái chìa khóa hay là quên cái gì. Không phải quên mà tự nhiên mình thấy thất lạc đi tìm. Mà càng tìm thì càng tìm không ra. Không ra thì nó bực bội. Bực bội không ra. Thì có khi người ta khuyên rằng những lúc đó đừng cố gắng tìm nữa, đừng để bực bội nữa. Đi tắm cái, đổi sang làm việc khác, làm việc khi thoải mái. Khi tâm tư cho thoải mái, tự nhiên là mình thấy nó nằm ngay trước mặt mình. Dĩ nhiên không phải 100% là như vậy. Đôi khi có những cái cảm nhận đó, thưa quý vị, nó sẽ giúp chúng ta không có hiểu được sự vật là do chúng ta đem vào trong đó quá nhiều cái chủ quan, có quá nhiều cái sự chi phối. Chúng tôi nhớ rằng có một Phật tử cách đây khoảng chừng 2 năm kể cho chúng tôi nghe câu chuyện là cô đi chùa, cô mang theo một cái hũ sa tế để chuẩn bị thức ăn cúng dường chư tăng. Và khi cô mang đến chùa đó, thì tự nhiên cô thấy hũ sa tế đâu mất tích. À, sao lại quên mấy tiếng? Thì trước đó có một vài Phật tử cũng đi chùa, cũng mới bóc điện thoại hỏi mấy người đó có ai lấy không. Thì không ai lấy hết. Và họ nói rằng cô tìm lại coi, đâu ai lấy hũ sa tế làm cái gì. Thì cô tìm tới tìm lui, cô không tìm thấy. Cô bực tức, cô gọi đứa con từ nhà lái xe 20 phút mang hũ sa tế khác lên chùa. Khi đứa con vừa mang vô thì bỗng nhiên cô lại nhận ra cái hũ sa tế nó nằm ngay ở kế bên cạnh bếp. Thì sau đó cô mới kể cho chúng tôi nghe rất là cái hũ sa tế nằm đó nhưng nó nằm ở trong cái bao giấy dầu, và cô cũng thường dùng cái bao giấy dầu để gói những thứ đó đi mang đi. Nhưng mà trong lúc cô đi tìm thì con mắt của cô và trong tâm của cô thì nghĩ rằng cái hũ sa tế đó là cái dạng nó như vậy, cái nhãn hiệu nó như vậy, cái màu sắc như vậy. Nhưng mà cô không có nghĩ đến cái bao giấy, cái hũ sa tế nằm trong bao giấy dầu. Thì có thể cô mắt cô lướt qua mà cô không vừa nghĩ rằng tìm cái gì đó nằm trong bao giấy dầu, mà cô chỉ nghĩ đến cái hũ sa tế là màu như vậy, sắc như vậy, nhãn hiệu như vậy. Và do cái định kiến đó khiến cho cô bỏ quên đi cái bao đựng ra đế nằm sờ sờ trước mắt. Chúng tôi không biết là cái thí dụ này nó có làm khó hiểu hay không, nhưng mà đại để là có những cái định kiến, có những cái thủ chấp thủ mà nó làm cho chúng ta không thấy được, ta không thấy được cái sự việc. Do đó những cái chi đạo, những cái bát chi đạo đó khiến cho chúng ta trở lại ở trong một cái vị thế, trong một góc cạnh mà chúng ta sẽ nhận ra được. Nó không phải là cái chuyện xa xôi, nhưng mà lúc đó rất cần một sự khách quan, một sự tỉnh táo, một cái gì đó không bị định kiến chen vào để sẽ nhìn thấy sự. Thì đó tạm gọi là thí dụ quen thuộc. Thì bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại ba điểm mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất là nếu định nghĩa tâm đạo
thì chúng ta nên biết rằng đây là tâm mà có gồm có 8 chi đạo: chánh kiến, chánh vi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, tấn, chánh niệm, chánh định. 8 chi đạo này phát sanh cùng lúc, và đây là 8 cái tố chất kết tinh. Tâm đạo nghĩa là tâm có 8 chi đạo. Hai là tâm đạo sanh khởi có 2 hiệu ứng là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ ở đây là thấy niết bàn, giải thoát ở đây là chặt đứt được kiết sĩ trói buộc. Và điểm thứ ba chúng tôi nói cũng hơi dài một chút, đó là chữ đạo ở trong Phật pháp, ở trong Thánh pháp rất khác với chữ đạo của Bà La Môn giáo nói, mặc dù đều là con đường. Và chữ đạo ở đây đó, một cái tình cờ thú vị đó, là chữ đạo ở trong Phật pháp nó gần với chữ đạo của lão Tử Đạo Đức Kinh hơn là của Phệ Đà, mặc dù ở trong Phệ Đà là nằm sát bên, sát bên Phật pháp, tức là vậy. Nhưng mà quả thật là ngày nay chúng ta dùng chữ đạo nên cẩn thận lắm, và phải rất là cẩn thận về điểm này. Tuần lễ này tại vì bài học này thì thật ra thì chúng tôi không có đi sâu vào các loại của tâm đạo cũng như chữ quả. Sắp tới khi chúng ta nói tâm quả thì chúng ta phải có một bài học riêng, và rồi chúng ta cũng phải nói về để các tâm quả riêng. Thật ra tuần lễ này thưa quý vị, chúng ta học về thứ năm này, hôm nay chúng ta nói về chữ đạo trong tâm đạo, và chủ nhật tới thì chúng ta sẽ nói là bốn thứ tâm đạo là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo như thế nào. Bây giờ thì xin được kết thúc bài học ở tại đây, và không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại để có lời giảng hôm nay, và chúng ta bắt đầu đi vào phần thảo luận. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Nam mô Thầy. Em tin tình trên tâm đất kinh thường quý vị. Có một vấn đề là chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta học về tâm đạo, cái tâm đạo là một thứ tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện sự thế. Lukutara Kusala Chitta. Tâm thiện sự thế nó khác hơn, đặc biệt hơn là cái tâm thiện hiện thế. Cái tâm thiện hiện thế như là cái tâm thiện dục giới, thì nó là nghiệp tạo ra ba thời quả là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp.
để tạo quả ngay trong cái sống hiện tại này, gọi là hiện bất biệt. Để tạo quả di thục. Sau đời sống này và cái đời sống kế tiếp sau đây gọi là sanh bất diệt. Và nó tạo quả di thục. Vào những kiếp sống sau đó nữa, tức là sau kiếp thứ hai, từ kiếp thứ ba trở đi gọi là không bao nhiêu. Cái tâm thị dục giới nó có ảnh hưởng đến tâm quả dục giới trong ba cái thời kỳ như vậy. Còn về cái tâm thiện sắc giới và thiện vô sắc giới hai thứ tâm thiện đối đại này thì thời quả chỉ là sanh của nghiệp thôi. Tức là một người chứng thiền ngay trong cái sống hiện tại, tâm thiền đó sẽ tạo ra quả di thục. Sau khi sống này, sau khi mạng chung, chúng sanh ấy được sanh về cõi phạm thiên bằng cái thức quả đấu đại sắc giới và vô sắc giới. Một người đã thiền sắc và vô sắc thì ngay trong cái sống hiện tại này, cho dù thiền đó có mãnh lực, thần thông biến quá, hay là đem lại một trạng thái hiện tại lạc tướng cho vị hành giả, nhưng đây không phải là quả nghiệp của thiền, của thiền. Và khi đã đắc thiền ở kiếp này, tạo ra quả đời sau để làm thức tái tục cho cõi sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà chỉ có một lần tái sanh, và trong kiếp sống đã tạo ra cái quả hữu phần hay là hữu kiếp và tử, rồi kết thúc cái tâm thiện đấu đại, nó không thể cho quả tiếp tục sang cái kiếp sống khác nữa. Nếu vị hành giả sau khi sanh về cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, ở đó vị này tu chứng lại cái tâm thiền sắc giới, vô sắc giới, thiền đấu đại, thì cái tâm thiền đấu đại mới đó nó mới cho quả sanh bất diệt đời thứ ba, đời sau nữa. Còn nếu như không tạo thì không có tu chứng thiền
tiếp tục nữa thì không có quả để đi tái sanh, nó không giống như là trong thế giới. Và trong khi đó thì cái tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo, nói đến đây thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng lẽ ra hôm nay chúng ta nói luôn về bốn loại tâm đạo, bốn thứ tâm đạo, hay là bốn hoặc 20 thứ tâm đạo, cái sự phân loại đó. Nhưng mà không biết vì sao thường gọi giáo đoạn là để cho đến ngày chương trình tới mới bàn đến cái thứ loại của tâm đạo. Thì như vậy thì chúng ta kéo dài thêm cái thời gian. Và nếu hôm nay chúng ta chỉ bàn chữ đạo không thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì để mà nói thêm. Tuy nhiên, đã nói về cái thời quả của tâm thiện, dục giới thì sắc giới thì vô sắc giới, thì chúng tôi cũng nói thêm về cái thời quả của tâm thiện sự thế. Tâm thiện sự thế nó có cái chức năng để nó tạo ra tâm quả siêu thế. Để tạo ra tâm quả siêu thế, tư thiện siêu thế, tư thiện siêu thế là chetana ở trong tâm đạo. Cái sở tư đó theo trong bất thành năng, tức là duyên hệ, thì nó được gọi nó tâm đạo mà trợ duyên cho tâm quả sanh khởi, nó bằng hai thứ tâm, nó bằng hai thứ duyên, được gọi là nà nát khai đinh cá cầm ấp bách trị giá dị thời nghiệp duyên. Dị thời thì khác thời gian, cái tâm đạo ở sát na trước và tâm quả siêu thế được tạo ở sát na sau. Như vậy khác thời gian, mặc dù nó chỉ trước và sau liên kề với nhau, nhưng mà cũng gọi là khác thời gian cho quả. Do đó gọi là dị thời nghiệp duyên, là nát thế nên các cầm ông bạch giới. Nhưng mà theo chú giải thì do về cái tính đặc biệt của thiện siêu thế tạo ra quả, dị thời nghiệp duyên liền kề, cho nên gọi là anantara cầm ông bạch giới, tức là vô giác nghiệp duyên. Bởi vậy cho nên trong 24 duyên hệ cầm ấp bách chế giác, mà trong chánh tạng Đức Phật Ngài chỉ thuyết là cầm ấp bách chế giác thôi, cầm ấp bách chế vô. Nhưng mà ở trong chú giải đã nói đến trường hợp tư chetana ở trong 124 tâm trợ cho các pháp đồng sanh bằng cách gọi là sahachata kammapacayo, tức là không sanh nghiệp duyên. Rồi tư
thiện hay bất thiện, nó để lại quả gì thuộc, tạo ra quả gì thuộc khác thời, thì như vậy được gọi là nắp cách đến cả cầm ốc cái giá. Như là tư bất thiện tạo ra quả bất thiện, và các vị thầy nghiệp duyên, tư thiện hiện thế tạo ra quả hiện thế. Tịnh hảo gọi là vị thầy nghiệp duyên. Ngay cả cái tư thiện siêu thế tạo ra quả siêu thế cũng gọi là vị thầy nghiệp duyên. Thứ ba đó, vì cái tính cách đặc biệt của thiện siêu thế tạo ra quả, cho nên vì thời nghiệp duyên này được gọi là Anantara Kamapachaya nghiệp duyên. Thật sự khi học về duyên hệ chánh tạng là Kamapachaya, chúng ta phải hiểu là có khâu sinh nghiệp duyên, vì thời nghiệp duyên và vô giác nghiệp duyên. Thì vô giác nghiệp duyên ở đây là để chỉ cho tư thiện siêu thế tạo ra quả siêu thế liên kề với nhau. Rồi ở trong chú giải cũng giải thích thêm là tư thiện siêu thế đó tạo ra quả liền kề vô giác nghiệp duyên đó, bằng cách là gì thời nghiệp duyên. Nhưng mà cái này gọi là hiện báo nghiệp. Bằng bát chát quên đi cho phần mắt, hiện báo nghiệp thôi. Không có, cái tâm đạo không có thể tạo ra tâm quả được sao? Không tạo ra tâm quả được sao? Dầu cho tâm đạo hữu học, tâm đạo là cái tâm hữu học, Sikha Thamma. Dầu tứ đạo cũng gọi là tâm đạo hữu học, vì tứ đạo vẫn còn phải tiến đến cái tầm tứ quả, tức là cái tầm vô học. Như vậy thì Sikha Thamma đây là chỉ cho vị, chỉ cho cái tầm tứ quả A la hán thôi. Chứ còn ngay cả tứ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, bảy cái thứ tâm siêu thế đó cũng gọi là, đều gọi là Sikhatama, tức là pháp hữu học. Còn nói về cái trường hợp mà các vị cho rằng là như vậy thì cái trường hợp sau khi đắc đạo rồi, sau khi đắc quả rồi, một vị thánh hữu học hay là một cái vị thánh vô học như là bậc A La Hán, Anh Hàm, Tư Đại Hàm, Tu Bồ Đề, các vị đã nhập thiền quả thì Phalasambhavati, những cái tâm quả siêu thế mà vị đã chứng đắc, nó tái hiện lại trong lúc còn nhập thiền đó, thì cái tâm quả siêu thế là do cái gì tạo? Phải có phải là do vị thời nghiệp của tâm đạo không? Thì thưa quý vị, không phải. Mãnh lực của tâm thiện siêu thế nó chỉ tạo ra vị thời nghiệp duyên, hiểu báo nghiệp là liền kề, quả liền kề của tâm đạo, sắc ra trước và sắc ra sau thôi, mới gọi là vô giác nghiệp duyên. Còn những cái tâm quả siêu thế đó nó tái hiện trong vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau, khi mà vị thánh đó nhập thiền quả,
thì cái tâm quả siêu thế này nó được tái hiện là do nơi cái vị thời, do nơi cái vô gọi là bất tôn đế sư giáp cho giá, tức là thường tận y duyên. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, do cái thường tận y duyên thôi, thường tận y duyên của cái tâm đạo trước đây nó đã tạo ra cái tâm quả siêu thế vị thời nghiệp duyên liền kề kế cận sát na. Nhưng mà sau này nó ảnh hưởng và nó tạo ra một cách là thường tận y duyên. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Chắc có lẽ là chúng tôi nói cái vấn đề này, các Phật tử chúng ta sẽ ngơ ngác không nhận ra được. Nhưng mà những gì mà để trình bày tâm đạo thường tội lên đẳng đã thí dụ cụ thể cho quý vị nghe rồi, giải thích cho nghe rồi. Bây giờ nếu mà chúng tôi tiếp lời thường tội lên đẳng mà chúng tôi cũng lặp lại như vậy thì nó cũng thừa. Cho nên chúng tôi mới nói thêm những cái yếu lý mới mẻ. Nhưng mà cái này nó liên quan đến cái triết lý về duyên hệ, để làm cho quý vị hơi khó hiểu chút. Bây giờ thì chúng tôi xin cung kính thường tọa giải đẳng trở lại. Ồ, có câu thảo luận số 1. Chúng tôi cứ tưởng rằng thường tọa giải đẳng sẽ quên cái câu thảo luận số 1 mà hôm ngày chủ nhật mà thường tọa giải đẳng nêu lên mà chúng tôi chưa trả lời. Hôm nay thường tọa vẫn còn nhớ thì chắc có lẽ câu này là chúng tôi phải trả lời rồi. Xin thỉnh thường tọa giải đẳng. Dạ, tôi kính trình thưa tổ sư. Bạch thưa tổ sư, nhưng chúng ta nói về tâm đạo đó, thưa tổ có ý giải thích là những cái thuộc tính biến hành luôn luôn có mặt ở trong tất cả tâm, hay là chúng ta nói rằng tứ danh quẩn thì luôn luôn đi chung với nhau và tâm nào cũng có tưởng quẩn. Tưởng được nghĩa là biết cái đã từng biết, nhưng mà biết do đã từng biết. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến tâm sơ đạo và biết niết bàn, cũng có ở trong 22 quyền chúng ta nói là vị trí quyền và biết cái chứng, thì biết cái đã từng biết và biết cái biết do từng biết và biết cái chưa từng biết, hai cái đó nó có mâu thuẫn với nhau không, và chúng ta giải thích thế nào là ở trong tâm sơ đạo lại có tưởng quẩn? Tưởng quẩn đó là biết cái gì, đã biết cái gì, xin thiền thượng tọa quan hệ cho là. Tức là chư tăng cũng thương kỳ một câu hỏi rất thú vị, nhưng mà cũng không phải dễ để trả lời. Từ xưa đến bây giờ thì đây là một vấn đề đã rất tế nhị, rất là tinh tế ở trong ý nghĩa thắng pháp. Mà khi chúng ta học qua, chúng ta cũng phải cần được hiểu một cách tinh tế. Thường thì chúng ta định nghĩa chữ tưởng hay là tưởng quẩn
Sanya sẽ nhắc thanh thù. Ở trong bốn dinh quẩn của tâm thì chúng ta cứ lấy một cái thí dụ là như khi mình nhìn thấy một cái vật gì rồi mình nhận ra được cái màu sắc, chiều kích, hình dáng cũng như cái tên gọi của cái vật đó. Chúng ta nhận ra như vậy. Thí dụ như chúng ta bước ra đường, biết bao nhiêu người đi qua đi lại, nhưng mà rồi chúng ta nhìn thấy một người quen, chúng ta đi đến để tay bắt mặt mừng chào hỏi họ, thì chúng ta thường thí dụ đó là trường hợp do tưởng tri, tức là biết đã từng biết. Hay là chúng ta cầm cái iPhone, cầm cái điện thoại, chúng ta alo, người bên kia trả lời cho chúng ta alo, xin nghe đây. Mình vừa nghe tiếng là mình đã nhận ra bên đầu dây kia ai là người, cái tiếng nói là của ai. Đó là âm thanh do tưởng nhận ra, do tưởng quẩn nhận ra. Rồi vâng, chúng ta cứ lấy cái ví dụ đó để chúng ta hiểu một cách nôm na về tưởng quẩn. Nhưng thật ra thì chúng ta hiểu một cách thông thường thì nó là như vậy. Nhưng mà tưởng đó là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Còn cái vai trò, cái chức năng của tưởng ở trong cái tâm không riêng về cái tâm sơ đạo, mà tưởng sanya cetasika, cái thuộc tánh này có mặt ở trong 121 tâm. Luôn cả ngũ sâm thức, nhãn thức, ý thức, tiện thức, thiện thức, thân thức cũng có sanya. Nhưng mà sanya đó nó còn nguyên sơ quá. Chúng ta chỉ khởi lên cái tâm nhận thức của một sát na thì làm sao mà chúng ta nhận ra là người quen được. Cái việc mà chúng ta nhận ra là người quen hay là nhận ra đây là kẻ thù thì trong trường hợp đó nó phải trải qua vô số cái lộ trình tâm khác trong một hồi dài, một phút, hai phút, ba phút, thì trong đó là vô số sát na tâm, chúng ta mới nhận ra được cái cảnh bằng cách là tưởng tri. Thì làm sao mà ngay trong sát na đó chúng ta có thể, cái sát na tâm nhận thức đó mà chúng ta có thể tưởng tri được. Nhưng mà cái sát na ngũ sâm thức đó vẫn có cái tâm sở tưởng hay là hưởng thụ tánh tưởng, tưởng quẩn.
thì ở đây trong cái vai trò của tưởng quẩn nó chỉ là một cái tính chất để trợ cho cái pháp đồng sanh dựng ra là có cảnh thôi, có cảnh thôi, chỉ biết một cách đơn thuần, chỉ nhận ra là có cảnh Saramana chớ chưa có nhận thức được, chưa có phải là cái vai trò nhận thức như là trí tuệ. Thì do đó tưởng quẩn ở trong tâm đạo đó không thể lấy cái ý nghĩa mà nói rằng biết cái chưa từng biết, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng tưởng quẩn tức là biết cái đã từng biết. Thì tại sao trong sơ đạo lại nói là biết cái chưa từng biết? Thưa quý vị, cái ý nghĩa mà biết cái chưa từng biết đó là ý nghĩa của là cái chức năng của cái trí tuệ, cái trí tuệ ở trong tâm sơ đạo gọi là vị trí quyền Ananya Tindriya. Là biết cái chưa từng biết, chứ không phải biết cái chưa từng biết ở đây là cái chức năng của cái tâm sanya, của cái tâm sở sanya. Do đó không có cái gì là mâu thuẫn, không có gì là mâu thuẫn trong trường hợp này. Chúng hợp tôi nãy khi nghe thường gọi và đẳng nhắc đến cái chuyện, một cái thí dụ về một người mà họ đi tìm đồ bình thường đối với họ thì cái món đồ đó cái màu sắc như vậy, cái hình dáng như vậy, nhưng mà hôm nay cái món đồ đó vì được gói ở trong một gói giấy để kề bên đó, cho nên cái chức năng của cái sự nhớ biết được từng đó nó không có phát hiện ra được cái món đồ mà họ phải cần phải đem đi, họ cần phải lấy đi. Họ tìm kiếm mãi cho đến khi mà quay lại với thực tại thì lúc bây giờ mới nhận ra được cái món đồ đó đã được gói ở trong một cái tờ giấy, ra lúc bây giờ mới phát hiện ra là cái hũ sạch tế là để đây chứ không phải lấy gì, không phải lấy mất, không phải lấy cắp. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là bình thường đối với cái tâm hiện thế khi nào biết cảnh gọi là biết cảnh trong đời, biết cảnh liên quan trong đời là do cái sự do cái tập khí
đã biết nhiều lần, nhiều lần ở trong quá khứ, cứ lặp đi lặp lại cảnh sắc thân khí vị xuất phát, sắc thân khí vị xuất phát. Do đó cho nên bây giờ ngay trong thế giới hiện tại biết là biết như vậy, thì chúng ta nói rằng tưởng quẩn trong trường hợp đó là biết cái đã từng biết. Nhưng mà đến khi mà cái tâm siêu thế nói chung hay là tâm sơ đạo nói riêng, tâm sơ đạo đó biết niết bàn lần đầu tiên là biết bằng một cái trực giác, một cái trí tuệ chợt nhận ra, trí tuệ chợt nhận ra cảnh niết bàn, nhận ra cái đặc tính, cái đối tượng. Thì chỉ lấy ở cái thời điểm này, duy nhất cái thời điểm này mới gọi niết bàn là vị tri quyền, hay là hòa thượng ngài nói là vị tri đương tri căn đó, vị tri đương tri quyền, gọi tắt lại gọi là vị tri quyền là biết hay chưa từng biết, là cái biết của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ của ở trong sơ đạo thì chỉ mới khởi lên lần đầu tiên và duy nhất, sau này không có khởi lên cái tâm sơ đạo nữa, không có sinh khởi tâm sơ đạo lần thứ hai nữa cho một vị hành giả đó, cho một vị đã chứng đắc đó. Cho nên cái trí tuệ ở trong tâm sơ đạo mới gọi là biết các chưa từng biết, mặc dù ở trong tâm sơ đạo vẫn có tưởng quẩn, nhưng mà tưởng quẩn đó ở trong cái trên vai trò phụ là nó làm cái nền hay là làm sơn lót cho cái toàn bộ các cái tâm pháp, cái tâm pháp đồng sanh thôi. Chứ cái chức năng mà biết cái chưa được biết là chỉ đề cập đến cái trí tuệ, cái trí ở trong cái thay vì nha năng đó, là cái trí đoạn trừ phiền não, đoạn tận trí của tâm đạo. Đó là một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên cái câu thảo luận này thì không có thể giải được tóm tắt được chúng tôi nói dài dòng, thì bây giờ chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Chắc có lẽ là xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa thầy sư, và thưa thầy sư, lâu lâu mình cũng làm việc quá giờ, overtime một chút xíu. Hôm nay chúng ta thượng tọa kỹ làm việc thức hơi khuya một chút. Xong câu số 2 này xin thưa để nghĩ. Và thưa thầy sư, thường thường các vị giảng sư hay thí dụ là tâm đạo chứng niết bàn giống như mình đi trong đêm đen và mình thấy trời chốc, thì mình nhận ra là có con đường, có cái nhà ở xa xa vân vân. Tâm di đạo như là trời chốc lực thứ hai, tâm đạo chốc lực thứ ba, tâm tứ đạo chốc lực thứ tư. Nhưng ở trên thực tế đó thì sau tâm đạo thì còn có tâm quả, và tâm quả cũng biết niết bàn, như tâm sơ quả cũng biết cái niết bàn, tâm di quả, tâm quả niết bàn. Và tâm quả đó có thể được nhập gọi là thiền quả, có thể tái diễn trong nhiều lần. Thì tại sao cái thấy niết bàn của tâm sơ quả, nhị quả, tam quả thì nó lại không có cái hiệu ứng như là tâm dị đạo, tâm đạo, tứ đạo sinh? Thì tôi nghĩ trở lại với cô thảo luận này, và sau cô trả lời tiếp theo thì tôi đề nghị tiếp theo. Thưa
Chúng tôi cũng vừa hỏi Thượng tọa Giám Đẳng. Thượng tọa nói là hôm nay lâu lâu chúng ta học trễ giờ một chút, quá giờ một chút, nhưng không biết quá giờ bao nhiêu phút để chúng tôi có thể trả lời cái câu này. Bởi vì một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ sau cũng gọi là quá giờ. Ồ. Bao nhiêu phút cũng được. Hôm nay thì Thượng tọa Giác Đẳng rất là thông thoáng, rất là cởi mở, cho chúng tôi được thoải mái. Ở đây thưa quý vị, tâm sơ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nói về tâm đạo tức là tâm thị sự thế, thì cái hiệu ứng của cái tâm đạo là chặt đứt cái sợi dây trói buộc. Và do đó trí ở trong tâm sơ đạo được gọi là khắc dê nhan, tức là đoạn từng trí. Còn trí ở trong tâm quả sơ thế, các tâm quả như sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả, thì trí trong tâm quả sơ thế gọi là anuppādi ñāṇam, tức là vô sanh trí. Trí làm cho phiền não đó không sanh được. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài thí dụ đoạn tận trí và vô sanh trí cũng ví như một cái người nông dân, một tay tay phải thì cầm cái phải, tay trái thì cầm cái cù nèo. Chắc Thượng tọa Giác Đẳng thì còn nhớ cái phải và cái cù nèo để phát cỏ của người nông dân, nhưng mà không biết Phật tử chúng ta có ai biết cái dụng cụ này hay không. Cho nên chúng tôi cho thí dụ này thì không hy vọng rằng là các vị nhận ra được. Ồ, Phật Lữ cũng biết. Ồ, cũng như mình cũng biết, vậy tốt quá. Ở đây bác nông dân tay cầm được cái cù nèo, còn tay cầm cái phản, với cái thao tác thuần thục, bắt giơ cao cái phản và chém xuống, làm cho những cái bụi cỏ lát ở trên ruộng nó ngã rạp, phát cỏ. Rồi phát cỏ ngã ra, thì tay trái cầm cái cù nèo móc vẹt cái bụi cỏ đã được chém đó, móc vẹt ra một bên để dọn sạch cái lối phát cỏ, để dọn sạch cái lối phát cỏ. Cái lối phát cỏ nhờ có cái cù nèo đó mà được sạch sẽ những gì mà cái phản nó đã chém đứt cũng vậy.
Ngài thí dụ là đối với phiền não thì khi một vị chứng đạo quả thì cái tâm đạo sanh khởi, cái trí đó là chặt đứt những cái kiết sử, như là sơ đạo thì chặt đứt trí, sơ đạo thì chặt đứt ba cái kiết sử thân kiến và nghi giới cấm thủ, thì sơ quả sanh khởi là nó dẹp yên, không cho tái khởi ba cái kiết sử đó, nghĩa là không cho ba cái cỏ đó mọc lại, không cho tái khởi thân kiến và nghi giới cấm thủ trong tương lai. Cái điểm đặc biệt thưa quý vị, cho nên cái điểm đặc biệt của nhân quả siêu thế nó khác với nhân quả hiện thế. Cái tâm quả của tâm thiện hiện dục giới thì nó không có cái chức năng đó. Nhiều khi tâm thiện hiện thế mình tu tập, mình khống chế phiền não, mình tu tập thiền định, chánh niệm, tỉnh giác, thì cái tâm được yên yên chút xíu thì bắt đầu tâm thiện đó, tâm thiện dục giới đó nó tạo ra cái quả dị thục trong tương lai. Nhưng mà khi cái tâm quả dị thục được sanh làm người, làm trời, làm chư thiên dục giới, thì tự nhiên lúc bây giờ là cái tâm bị dễ vui, bị bốn giận. Trước đây mình dùng cái tâm thiện dục giới để mà mình tu hành, mình giữ giới, mình bố thí, dứt lòng bổn sẻn vân vân. Nhưng mà bây giờ thì nó tạo ra cái tâm quả, tâm đại quả, tức là quả dục giới tịnh hảo đó, thì làm người sang trọng, có tiền bạc, rồi bây giờ bắt đầu do cái thường cỡ cái duyên là tâm tiếp tục bổn sẻn kẹo kiếp, mà cái tâm quả tục sinh của người này là do nơi cái tâm thiện bố thí từ trước. Mà bây giờ thì khi mà được giàu có, được làm người sung túc thì lại là một người có tâm bổn sẻn tiếp tục trở lại. Thì đó là vì cái chức năng của cái tâm quả hiện thế, tâm quả dục giới đó, cái chức năng đó nó không có một cái tính năng gọi là anupadi nhàn, tức là vô sanh trí. Còn ở đây thì khác, cái tính năng của cái tâm quả siêu thế đó là như vậy. Bây giờ chúng ta thí dụ một cái nữa, chúng ta cho thí dụ cái nữa thôi, mình trễ quý vị 10 phút. Bây giờ ở trên da của chúng ta đó, nó có một cái khối u nhỏ. Chúng ta đi đến bác sĩ, thì bác sĩ dùng tiểu phẫu, ông dùng cái dao y tế, ông rạch, ông tiểu phẫu rạch trên da đó, cho nó ra máu ra mủ nặng bỏ. Rồi khi mà rạch một cái đường nhỏ ra máu ra mủ như vậy rồi, ông ta lấy cái kẹp, ông ta kẹp nó lại chút xíu, rồi máu nó không ra nữa. Nghĩa là cái chất huyết tương đó, huyết tương của chúng ta nó sẽ làm cho liền da, làm cho ngưng, không có cho máu chảy ra nữa. Thì ở đây đó, cái lưỡi dao nhỏ, dao y khoa nó rạch cái mục của u, cái khối u này như phiền não vậy đó, nó rạch cái khối u đó. Khi mà rạch nặng ra rồi thì cái đường rạch đó nó được liền lại là do cái huyết tương của
của da đó, của da thịt đó, nó làm cho máu ngưng chảy ra. Thì ở đây cái tính năng của cái huyết tương đó, cũng ví dụ giống như là cái tâm quả vậy, tâm quả siêu thế vậy. Cho nên cả hai cái thí dụ này thì có lẽ là quý Phật tử chúng ta có thể mường tượng để chúng ta hiểu được cái hiệu ứng của tâm quả siêu thế, siêu quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cũng chứng tri biết bàn. Nhưng mà không có hiệu ứng chặt đứt kiết xử. Bởi vì cái việc mà chặt đứt kiết xử là cái hiệu ứng của tâm đạo, của tâm sơ đạo. Còn sơ quả thì nó chỉ có cái hiệu ứng là nó làm cho những kiết xử mà tâm đạo đoạn trừ rồi, những kiết xử vĩnh viễn không có tái phát, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2. Bây giờ chúng ta thật sự đã quá 10 phút. Xin thỉnh thượng tọa giới đẳng kết thúc buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú quý đức Phật tổ sư, thú Phật tử, chúng ta sẽ trở lại với tâm đạo trong ngày chủ nhật này. Và như chúng tôi có nói nhiều lần là học thắng pháp tham ma không thể nào một có một bài học mà chúng ta biết đọc hai bài học đó. Chúng ta càng đi càng sâu vào những bài học sau thì chúng ta sẽ hiểu được những bài học rất rõ hơn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư tăng đã vào rừng để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thanh thanh, cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ơn sư ngôn đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để thúc, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.